Thân ái chào các em. Rất vui được gặp lại các em trong chương trình bổ trợ toán đại học. Vừa rồi thầy đã trao đổi với các em về nội dung của phần ứng dụng của cực trì hàm nhiều biến trong kinh tế. Vừa rồi thầy chỉ cho những ví dụ đơn giản thôi. Các em nhớ cho rằng học đại học là phải tự học. Do đó các em phải tự nghiên cứu sâu thêm hơn nữa. Các em nhớ cho rằng là điều quan trọng nhất và quý giá nhất còn lại sau 4 năm đại học là khả năng tự học, tự nghiên cứu. Học ở trường đại học, ngoài những kiến thức cơ bản ra, điều quan trọng là các em phải trang bị cho mình một khả năng lý luận, một khả năng tư duy. Để sau khi ra trường, các em có thể tự nghiên cứu mà không cần phải đến lớp, đến trường hoặc là không cần thầy nữa. Và bây giờ chúng ta tiếp tục cái phần cực trị ứng dụng vào kinh tế nhưng với một điều kiện. Vừa rồi là chúng ta làm ứng dụng không có điều kiện. Bây giờ chúng ta dùng phương pháp nhân tử Lagrange, tức là cực trị có một điều kiện. Mời các em theo dõi tiếp. Trước khi bước vào những ví dụ ứng dụng thì chúng ta cần xét cái định lý sau đây. Định lý sau đây sẽ giúp cho chúng ta sử dụng trong các ứng dụng với cực trị một điều kiện. Đây là hàm Lagrange, chúng ta đặt F lớn theo x, y, lambda là bằng F cộng lambda r. Hàm F có hai biến x, y. Hàm R có hai biến xy, nhưng hàm F lớn có ba biến là xy và lambda. Bây giờ chúng ta giả sử chúng ta thỏa mãn được điều kiện cần. Là chúng ta giả sử rằng tồn tại x0, y0, lambda 0 sao cho x0, y0, lambda 0 là nghiệm của hệ phương trình có F phải x bằng F phải y bằng F phải lambda bằng 0. Đây là một cái hệ quen thuộc. Có nghĩa là tất cả các đạo hàm riêng cấp 1 của hàm F lớn đều bằng 0. Mà hàm F lớn của chúng ta là có 3 biến x, y và lambda. Thì cái này là rất là quen thuộc, chúng ta làm đi làm lại rất nhiều lần rồi, không? Và bây giờ các em tiếp tục theo dõi tiếp cái hệ phương trình này nó tương đương với cái gì. Giả sử như x0, y0, lambda 0 là nghiệm của hệ phương trình này. Và chúng ta giả sử thêm rằng F lớn có các đạo hàm riêng cấp 2 liên tục tại điểm x0, y0 và lambda 0. Khi đó chúng ta đặt A11 là các đạo hàm riêng cấp 2. A11 là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F lớn theo x2 lần. A22 là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F lớn theo y2 lần. A12 bằng A21, tức là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F lớn theo x1 lần, y1 lần. Và tương tự như vậy, nó cũng bằng đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F lớn theo y1 lần, x1 lần. Có các đạo hàm riêng cấp 2 này rồi, chúng ta đặt H2. Các em nhớ cho ở đây là với một điều kiện thì H1 của chúng ta luôn luôn âm. Do đó, ở đây chúng ta chỉ cần xét H2 mà thôi. Tương tự như vậy, chúng ta đặt H2 là bằng cái định thức này. A11 tức là F2 phải theo x2 lần. A12 là F2 phải theo x một lần, theo y một lần. Tương tự A21 và A12 bằng nhau. Đen R cho nên x tức là F2 phải theo x một lần, theo lambda một lần. Các em nhớ cho dòng thứ nhất là lấy theo x trước, rồi thứ tự theo đó chúng ta lấy theo y và lấy theo lambda. Dòng thứ hai là lấy theo y trước, rồi sau đó lấy theo x và lấy theo lambda. A21 chính là bằng A12, chính là F2 phải theo
ít một lần theo y một lần hoặc là theo y một lần theo x một lần. A22 là f2 phẩy f lớn đó theo y hai lần. Cái này chính là f lớn 2 phẩy theo lambda một lần theo y một lần hoặc là theo y một lần theo lambda một lần, tức là r phẩy theo y, cái này r phẩy theo x. Tương tự như vậy, dòng thứ ba thì chúng ta lấy theo lambda trước rồi lấy theo x, rồi lấy theo y, rồi lấy theo lambda lần nữa. Cái này là f2 phẩy theo lambda, lambda là bằng 0. Bởi vì hàm f lớn là một hàm bậc nhất theo lambda nên lấy đạo hàm cấp 2 theo lambda chúng ta có là 0. Cái này chính là f2 phẩy theo lambda một lần theo x một lần. Cái này chính là f2 phẩy theo lambda một lần và theo y một lần. Cái định thức này thì các em cũng quá quen thuộc rồi. Và chúng ta nhớ rằng cực trị có một điều kiện thì h1 của chúng ta luôn luôn âm. Do đó chúng ta chỉ cần xét h2 thôi. Thì như các em biết đó, h1 âm và h2 cũng âm luôn thì tất cả đều âm. Giống như là thế giới chỉ toàn là phụ nữ không thì thế nào cũng là cực tiểu. Và h1 chúng ta đã âm rồi mà h2 dương thì có nam có nữ nó sẽ đạt cực đại. Và ở trước kia chúng ta học là cực tiểu địa phương và cực đại địa phương. Nhưng ở đây chúng ta xét cực tiểu toàn cục và cực đại toàn cục. Do đó thay vì trước kia chúng ta tính H2 tại x0, y0 cụ thể. Còn ở đây chúng ta tính H2 tại xy tổng quát. Và chúng ta có kết luận sau đây cho cực trị toàn cục. Với một điều kiện, điều kiện chúng ta là r bằng 0. Mời các em theo dõi cái kết luận của định lý này. Trường hợp thứ nhất, nếu H2 dương với mọi xy thuộc D và với mọi lambda thuộc về một lân cận nào đó của lambda 0 thì chúng ta có hàm F nhỏ của chúng ta đạt cực đại toàn cục trên D tại x0, y0 và thỏa điều kiện R bằng 0. Thì các em nhớ H1 của chúng ta đã âm rồi, H1 âm, H2 dương. Ở đây chúng ta nhớ cho rằng nó khác với cực đại địa phương là nó đúng, H2 dương đúng với mọi xy thuộc D. Còn cực đại địa phương là H2 dương tại x0, y0 mà thôi. Đó, các em nhớ nó khác nhau một điều đó thôi. Tương tự như vậy, các em có thể thấy được hai y là gì? H2 âm phải không nào? H2 âm và H1 cũng âm rồi. Do đó chúng ta xét tiếp trường hợp hai y. Nếu H2 âm với mọi xy thuộc D và với mọi lambda 0, lambda thuộc về một lân cận nào đó của lambda 0 thì lúc đó chúng ta có kết luận rằng F đạt cực tiểu toàn cục trên D tại x0, y0 và thỏa điều kiện R bằng 0. Các em nhớ một điều đơn giản rằng là để xét cực đại toàn cục và cực tiểu toàn cục thỏa một điều kiện thì các em chỉ cần xét H2 thôi. Và nhớ rằng H2 chúng ta xét tại với mọi xy thuộc D chứ không phải tại x0, y0 như là cực tiểu địa phương và cực đại địa phương. Vậy thì tóm lại điều các em cần nhớ là gì? Nếu H2 dương với mọi xy thuộc D và với mọi lambda thuộc về một lân cận nào đó của lambda 0 thì F nhỏ đạt cực đại toàn cục tại x0, y0 trên D và thỏa điều kiện R bằng 0. Tương tự như vậy, nếu H2 của chúng ta âm với mọi xy thuộc D và với mọi lambda thuộc về một lân cận nào đó của lambda 0 thì chúng ta có hàm F nhỏ của chúng ta đạt cực tiểu toàn cục tại x0, y0 và thỏa điều kiện R bằng 0. Các em chỉ cần nắm cái ý chính là như vậy. Và với ý chính đó chúng ta bước vào xét những ví dụ cụ thể sau đây. Mời các em theo dõi tiếp.
Chúng ta có ví dụ xấu. Chúng ta giả sử hàm lợi ích đối với hai loại sản phẩm là U theo XY bằng log X cộng log Y. Ở đây XY lần lượt là lượng hàng của sản phẩm thứ nhất và Y là lượng hàng của sản phẩm thứ hai. Bây giờ giả sử người tiêu dùng phải dùng hết số thu nhập là Y, Y lớn, chúng ta biết Y lớn, để mua hai loại sản phẩm trên. Chúng ta cho B1, B2 lần lượt là đơn giá của sản phẩm thứ nhất và sản phẩm thứ hai. Bài toán được đặt ra là tìm XY, tức là sản lượng của sản phẩm thứ nhất và sản phẩm thứ hai, để hàm lợi ích U đạt mắc thỏa điều kiện là XB1 cộng YB2 bằng Y. Y là thu nhập của người tiêu dùng, B1 là đơn giá của mặt hàng thứ nhất, B2 là đơn giá của mặt hàng thứ hai, X là số lượng sản phẩm thứ nhất, Y là số lượng của sản phẩm thứ hai. Điều kiện ở đây là gì? Người tiêu dùng phải dùng hết số tiền là Y để mua hai mặt hàng thứ nhất và mặt hàng thứ hai. Để cho bài toán có nghĩa thì chúng ta đặt điều kiện, cho thêm điều kiện là x y lớn bằng 1, tại log của x chỉ lớn bằng 0 khi x lớn bằng 1. Log y cũng vậy, do đó hàm tiêu dùng của chúng ta u là bằng log x cộng log y, nên chúng ta đặt điều kiện là x y lớn bằng 1. Với điều kiện này á thì chúng ta sẽ dẫn đến cái điều kiện b1 sẽ nhỏ hơn hay bằng y trên 2 và b2 sẽ nhỏ hơn bằng y trên 2. Và bây giờ chúng ta bước vào tìm cực đại toàn cục của hàm U thỏa điều kiện 1 này. Cách 1 là chúng ta dùng một phương pháp của lớp 12. Chúng ta chỉ trình bày cái hướng giải thôi, chúng ta sẽ không giải cách này. Phương trình 1 của chúng ta, điều kiện 1 đó, hay là phương trình 1 tương đương với chúng ta rút X theo, rút Y theo X. Chúng ta rút y theo x hoặc rút x theo y cũng được. Thì chúng ta có y bằng y trừ cho xb1 chia cho b2, chuyển vé qua và chia xuống. Điều này thì học sinh lớp 7 nào cũng biết làm phải không? Rồi chúng ta lại thế vào u. Chúng ta suy ra u bằng log x cộng, cái này là log y, y được thay bằng cái này vào đây nè. Đó. Bây giờ chúng ta có u là gì? U bây giờ chỉ là một hàm, một biến theo x thôi. Ở đây y và ở đây y và bx, ở đây y là bx, tức là b1, và b2 là cho trước, b2 cho trước. Và để tìm cực đại của u trên cái miền cho trước là xy lớn bằng 1 này, chúng ta chỉ cần dùng kiến thức giải tích của năm lớp 12 mà các em đã học, dùng kiến thức về giải tích và đạo hàm của hàm một biến. Điều này tất cả các em học sinh lớp 12 với học lực trung bình đều có thể làm được. Và chúng ta không giải tiếp cái cách này, và chúng ta qua cách 2 là phương pháp nhân tử Lagrange. Mời các em theo dõi tiếp. Và chúng ta có cách 2 là cái điều kiện 1 của chúng ta tương đương với, chúng ta chuyển vé qua thôi, y trừ xb1 trừ yb2 bằng 0. Bây giờ chúng ta đặt vế trái này là bằng hàm r nè. R bằng y trừ xb1 trừ yb2. Và chúng ta sẽ đặt hàm Lagrange, tức là hàm f lớn bằng u. U là hàm lợi ích cộng lambda r. U là bằng log x cộng log y. Và r là bằng y trừ xb1 trừ yb2. Bây giờ các em thấy rằng f lớn là một hàm theo ba biến x, y và lambda. Thì chúng ta đi tìm điều kiện cần để f lớn đạt cực trị chính là tất cả
các đạo hàm riêng cấp 1. Tất cả các đạo hàm riêng cấp 1 của F lớn đều bằng 0. Đây là một điều kiện rất là quen thuộc mà chúng ta đã làm rất nhiều lần. Các em cứ nhớ là để tìm cực trị thì điều kiện cần là gì? Tất cả các đạo hàm riêng cấp 1 đều bằng 0. Và tất cả đạo hàm riêng cấp 1 ở đây là gì? F lớn phải theo x, F lớn phải theo y, F lớn phải theo lambda. F lớn theo lambda, phải theo lambda chính là hàm rê. Chúng ta có hệ phương trình. Bây giờ mời các em theo dõi tiếp. Chúng ta có hệ phương trình này. Tất cả các đạo hàm riêng cấp 1 đều bằng 0. Điều này thì tương đương với gì? F lớn phải theo x là bằng 1 trên x trừ cho lambda nhân cho B1. Đạo hàm riêng cấp 1 của hàm F lớn theo y là bằng 1 trên y trừ lambda B2. Đạo hàm riêng cấp 1 của hàm F lớn theo lambda chính là hàm R, chính là bằng y trừ x B1 trừ y B2 bằng 0. Để giải hệ này thì rất là dễ, phải không các em? Không, các em có thể rút lambda là bằng gì? Lambda sẽ bằng chuyển vế qua là bằng 1 chia cho x B1 và bằng 1 trên x B2, phải không? Đó, chúng ta có lambda là bằng 1 trên x B1 và bằng 1 trên x B2. Thế vào cái phương trình R bằng 0 đó, chúng ta sẽ tìm được y theo lambda, tức là y bằng 2 chia lambda. Thế lambda vào cái phương trình R bằng 0, chúng ta tìm được y bằng 2 chia cho lambda. Và từ đây chúng ta có thể thay gì? Lambda là bằng gì? Lambda sẽ bằng 2 chia y. Thế cho đây nè. Chúng ta nhân y lên đây, phải không? Nhân y lên đây. 2 chia y. Chúng ta nhân x lên đây. Nhân y lên đây thì chúng ta sẽ được x bằng gì? Y chia cho 2B1. Và tương tự vậy, y cũng bằng y chia cho 2B2. Và cái hệ phương trình này của chúng ta sẽ tương đương với lambda bằng 2 chia y, x bằng y chia cho 2B1, y bằng y chia 2B2. Đó, chúng ta tìm được điểm dừng x và y rồi. Bây giờ để xét cực đại toàn cục, chúng ta chỉ cần tính H2 thôi. Nghĩa là chúng ta phải đi tính các đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F lớn lần lượt theo x 2 lần, theo y 2 lần, theo lambda 2 lần, theo x 1 lần, theo y 1 lần, theo x 1 lần, theo lambda 1 lần, theo y 1 lần, theo lambda 1 lần. Và bây giờ chúng ta xét tiếp H2 là bằng gì? A11 chính là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F theo biến x 2 lần. A12 chính là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F lớn theo biến x 1 lần, theo biến y 1 lần. Cái này là R phải theo x, nghĩa là chính là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F lớn theo x 1 lần, theo lambda 1 lần. Các em nhớ cho dòng thứ nhất là lấy theo x trước, rồi lần lượt theo y và theo lambda. Tương tự như vậy, dòng thứ hai thì các em lấy theo y trước, rồi sau đó theo x và theo lambda. Dòng thứ ba thì các em lấy theo lambda trước, rồi sau đó theo x và theo y. Thì cái này chính là F2 phải theo lambda một lần theo x một lần. Cái này chính là F2 phải theo lambda một lần theo y một lần. Cái này chính là F2 phải theo lambda hai lần. Cái này chính là F2 phải theo y một lần theo x một lần. Cái này chính là F2 phải theo y hai lần. Và chúng ta thế số vào. Chúng ta có H2 bằng. Đây là đạo hàm của hàm F lớn theo x 2 lần là bằng trừ 1 trên x bình phương. Đạo hàm của hàm F lớn theo x 1 lần theo y 1 lần là bằng 0. Đạo hàm của hàm R theo x là bằng trừ B1.
Cái này là đạo hàm của hàm F lớn theo y một lần thì x một lần là bằng 0. Cái này là đạo hàm của hàm F lớn theo y hai lần là bằng trừ 1 trên y bình phương. Đây là đạo hàm của hàm F lớn theo lambda một lần và theo y một lần, hoặc là đạo hàm của hàm R theo y. Tương tự như vậy là đây là đạo hàm của hàm R theo x. Đây là đạo hàm của hàm R theo y. Đây là đạo hàm của hàm R theo lambda, hoặc là đạo hàm của hàm F lớn theo lambda hai lần. Thì tính H2 chúng ta có gì? Các em khai triển theo dòng 1 hay cột 1 cũng được. Thì các em thấy là chúng ta có trừ 1 trên x bình phương. Bỏ cái này, nhân cho gì? Nhân cho trừ B2 bình phương. Là chúng ta có là B2 bình phương trên x bình phương. Rồi bắt đầu là gì nữa? Cộng với gì? Trừ B1 nè. Nhân cho gì? Nhân cho bỏ dòng này, cột này. Chúng ta có nhân cho gì? Nhân cho trừ B1 chia cho y bình phương. Cuối cùng chúng ta sẽ có H2 bằng gì nào? Bằng là B2 bình phương chia x bình phương cộng B1 bình phương chia y bình phương. Và các em xem tiếp. Xem tiếp chúng ta sẽ có H2 là như vậy đó. Chúng ta có H2 là bằng B2 bình phương chia x bình phương cộng B1 bình phương chia y bình phương. Và hiển nhiên rằng H2 này dương với những xi lớn bằng 1, với tất cả xi lớn bằng 1 và với tất cả lambda. Ở đây không có lambda. H2 dương thì chúng ta nhớ lại với mọi xi. Thật ra chúng ta chỉ cần xi khác không thì ở đây H2 dương rồi. Thì chúng ta nhớ lại là gì nào? H1 đã âm rồi, có âm có dương. Có âm có dương. Do đó F nhỏ của chúng ta sẽ là gì? Đạt gì các em? Có nam có nữ, đạt cực đại phải không? Do đó chúng ta kết luận rằng hàm U, tức là đại diện cho F nhỏ đó, đạt cực đại toàn cục, thỏa điều kiện R bằng 0. Tại xi như chúng ta đã tính ở trên là x bằng y chia cho 2B1 và y bằng y chia cho 2B2. Và như vậy chúng ta đã tìm được giá trị của x và y để cho hàm lợi ích đạt max thỏa điều kiện x b1 cộng y b2 bằng y, tức là người tiêu dùng phải dùng hết số tiền của mình để mua hai mặt hàng. Và dùng cách nào mua, như thế nào mua, với số lượng hàng x như thế nào và y như thế nào để đạt được lợi ích cao nhất thì với xi như chúng ta vừa tính. Bây giờ mời các em theo dõi tiếp một ví dụ khác nữa, cũng là tìm cực trị của hàm hai biến thỏa một điều kiện. Ở đây là nói chung là tìm cực đại hay cực tiểu toàn cục đó. Một ví dụ khác, giả sử một công ty cần xác định lượng lao động L và lượng vốn K để cực tiểu hóa hàm chi phí C là theo hai biến L và K là bằng V đôi nhân L cộng R nhân K. Trong đó V đôi người ta cho trước là bằng 400 là tiền lương cho mỗi lao động. Và R là bằng 0,01 là lãi suất của vốn vay. Ở đây L là lượng lao động và K là lượng vốn. R là lãi suất của vốn. Bài toán đặt ra là chúng ta tìm cực tiểu toàn cục của hàm C này thỏa điều kiện. Và điều kiện đó được thể hiện sau đây. Giả sử công ty phải sản xuất một số lượng sản phẩm là 1.000 đơn vị sản phẩm. Và hàm sản phẩm phụ thuộc vào L và K như sau, tức là Q sẽ bằng căn bậc 2 của L nhân với căn bậc 2 của K.
Bây giờ điều kiện chúng ta là sẽ là gì? Điều kiện chúng ta là căn bậc 2 của L nhân K sẽ bằng 1.000 đó. Điều kiện chúng ta là như vậy. Điều kiện phải thỏa đó là căn bậc 2 của L nhân với K bằng 1.000, tức là bằng 10 mũ 3 đó. Sau đó chúng ta sẽ bình phương lên để điều kiện trở nên dễ dàng hơn. Các em hiểu được cái đề rồi phải không nào? Cái đề của chúng ta rất là đơn giản là gì? Tìm cực tiểu toàn cục của cái hàm này. Thỏa mãn điều kiện là L nhân K bằng 10 mũ 6, tức là bình phương này lên đó các em. Đó, vậy thôi. Bài toán này các em có thể giải bằng một cái phương pháp đơn giản là dùng bất lắng thức của lớp 11. Mời các em theo dõi tiếp. Bây giờ cách 1 là chúng ta sẽ dùng phương pháp đơn giản, tức là dùng bất đẳng thức của lớp 11 thôi. Điều kiện chúng ta sẽ bằng là gì? Chúng ta bình phương quy lên, tức là bằng L nhân K. Điều kiện chúng ta là L nhân K bằng 10 mũ 6. Thì chúng ta rút K theo L, tức là K sẽ bằng 10 mũ 6 chia L. Chúng ta thế vào hàm C. Chúng ta có C là bằng V đôi nhân L cộng R nhân K. K được thay bằng 10 mũ 6 chia cho L. Chúng ta sẽ áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho cái A cộng B này. Chúng ta có bất đẳng thức Cauchy, chúng ta các em biết từ năm lớp 9 rồi đó. Sẽ A cộng B sẽ lớn hơn bằng gì nào? Chúng ta có A cộng B lớn bằng 2 lần căn A nhân B. Căn 2 này nhân nhau là chúng ta được là 10 mũ 3 nhân cho căn của V đôi nhân R. Đây là một cái kiến thức của lớp 9 thôi. Bất đẳng thức Cauchy các em đã biết từ năm lớp 9. A cộng B lớn bằng 2 lần căn A nhân B, không nào? Do đó, để giải bài này bằng phương pháp lớp 9 thì nó quá đơn giản, không nào? Chắc là tất cả các em biết cách giải rồi. Thì chúng ta thử coi kết quả nó như thế nào. Rồi sau đó chúng ta sẽ giải lại bằng phương pháp nhân tử Lagrange. Và chúng ta tiếp tục bằng cái phương pháp lớp 9 thì coi nào. Các em mời các em theo dõi tiếp tục cái phương pháp lớp 9 của chúng ta. Do đó cái hàm C này đạt min khi và chỉ khi A bằng B, A là cái này, B là cái này nè các em đó. Tức là khi và chỉ khi V đôi nhân L bằng R nhân với 10 mũ 6 trên L. Với đẳng thức này các em dễ dàng giải ra được rằng là gì? L bình phương bằng 10 mũ 6 nhân với R chia cho V đôi. Căn bậc 2 ra chúng ta có là L sẽ bằng gì? 10 mũ 3 nhân với căn R chia cho căn V đôi. Thì đó là kết quả mà chúng ta giải bằng cách lớp 9 hoặc là lớp 11 gì cũng được. Lớp 11 thì các em có học lại bắn thức. Lớp 10, lớp 11 gì đó các em có học lại bắn thức Cauchy này, phải không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ bước qua cách giải mà chúng ta vừa học, đó là phương pháp nhân tử Lagrange. Bây giờ điều kiện của chúng ta tương đương với gì? Vẫn là L nhân K bằng 10 mũ 6. Chúng ta chuyển vế ra thì các em sẽ có 10 mũ 6 trừ LK bằng 0. Điều kiện chúng ta sẽ là 10 mũ 6 trừ LK bằng 0. Và điều kiện đó chúng ta đặt bằng R nè. Điều kiện chúng ta là sẽ tương đương với R bằng 0 đó. Vậy chúng ta đặt R bằng 10 mũ 6 trừ L nhân K. Chúng ta đặt hàm F là hàm Lagrange. Bây giờ hàm Lagrange của chúng ta có 3 biến là L, K và lambda là bằng C cộng lambda R. Đây chính là hàm chi phí C. Đây chính là hàm R. Rồi bây giờ chúng ta lại đi lại con đường quen thuộc cũ, đó là gì? Tìm điều kiện cần để F đạt cực trị là cho tất cả các đà hàm riêng cấp 1 của hàm F bằng 0. Và chúng ta tính các đà hàm riêng cấp 1 của nó là F lớn phải theo L là bằng V đôi trừ lambda K. Đà hàm riêng cấp 1 của hàm F lớn theo K là bằng
R trừ cho lambda L. Hàm viên cấp 1 của hàm F lớn theo lambda là bằng gì? Bằng R này, bằng hàm này này. Đó. R là bằng 10 mũ 6 trừ L nhân K. Chúng ta lại đi trên con đường quen thuộc cũ phải không? Tức là cho các đa hàm riêng cấp 1 của hàm F lớn này bằng 0. Cho tất cả các đa hàm riêng cấp 1 bằng 0. Vậy thì các em xem tiếp cái điều kiện cần của chúng ta là gì nào. Đó. Điều kiện cần để F lớn đạt cực trị là tất cả các đa hàm riêng cấp 1 bằng 0. Đa hàm riêng cấp 1 của hàm F lớn theo L là bằng cái này đây. Đa hàm riêng cấp 1 của hàm F lớn theo K là bằng R trừ lambda L. Đa hàm riêng cấp 1 của hàm F lớn theo lambda là bằng R. Tức là R bằng 0 tức là L nhân K bằng 10 mũ 6 đó các em. Đó. Bây giờ chúng ta có thể rút lambda theo. Lambda sẽ bằng gì? Chuyển vế qua bằng V đôi chia cho K. Lambda sẽ bằng R chia cho L phải không nào? Bây giờ chúng ta coi thử nè. Hệ phương trình này thì tương đương với lambda bằng V đôi chia cho K bằng R chia cho L. Và điều kiện R bằng 0 á. Hồi nãy chúng ta cách 1 chúng ta cũng đã làm rồi là tương đương với K bằng 10 mũ 6 chia cho L. Bây giờ các em sẽ rút gì? Rút K theo L, các em thế vào đây đi. K sẽ bằng gì? K sẽ bằng L nhân V đôi chia R thế vô đây nè. Đó. Bây giờ do đó hệ phương trình chúng ta sẽ tương đương như thế như sau. Chúng ta tiếp tục giải cái hệ này. Cái hệ này thì quá đơn giản thôi, phải không? Cái điều này quá đơn giản so với đối với các em. Đó, chúng ta rút K theo L thế vào đây. Chúng ta rút K theo L thế vào đây. Rồi bây giờ chúng ta giải cái phương trình này nè các em. Nhân lên chúng ta có là gì? L bình phương sẽ bằng là R nhân 10 mũ 6 chia cho V đôi. Đó, L bình phương bằng R nhân 10 mũ 6 chia cho V đôi. K là bằng 10 mũ 6 chia cho L, phải không đó? Từ đây chúng ta rút ra được là gì? Là L sẽ bằng 10 mũ 3 căn R chia cho căn V đôi. Thế giờ đây chúng ta có K là bằng chia 10 mũ 3 là còn 10 mũ 3 phải không? Rồi nhân cho căn V đôi ở trên nhân cho căn R ở dưới. Thế vào đây chúng ta có là R sẽ bằng cái gì? Lambda sẽ bằng R nè, chia cho L. Đó, tức là chia cho 10 mũ 3 phải không nào? Nhân cho gì? Nhân cho căn R, do đó có đơn giản còn lại là căn R. Rồi nhân cho chia cho nhân ngược lại lên chúng ta cho là căn lambda phải không? Do đó chúng ta sẽ có trang kế tiếp này các em. Đó chúng ta viết lại cái hệ phương trình này rồi một lần nữa đó. Bây giờ chúng ta chú ý bên này thôi, đó. L chúng ta sẽ bằng 10 mũ 3 nhân cho căn R chia cho căn V đôi. K chúng ta bằng 10 mũ 3 nhân cho căn V đôi chia căn R. Và lambda chúng ta sẽ bằng căn của R nhân V đôi chia cho 10 mũ 3. Trong cái đề bài của chúng ta đó, người ta cho V đôi và R là một số cụ thể. Nhưng ở đây chúng ta làm một cách tổng quát luôn. Chúng ta tính một cách tổng quát. Rồi từ đó chúng ta sẽ thế V đôi và R cụ thể vào. Thì người ta cho R và V đôi bao nhiêu thì chúng ta cũng có thể thế vào và tính một cách rất là dễ dàng. Và điều đó chúng ta có thể là một công việc của lớp 6 thôi, phải không nào? Bây giờ chúng ta tiếp tục. Chúng ta chứng minh rằng cái hàm này nó đạt cực tiểu toàn cục thỏa điều kiện D bằng 0 tại đâu? Đó nè. Tại L và K như chúng ta đã tính thế này này đó. Mời các em theo dõi tiếp. Chúng ta ghi lại các đàm riêng cấp 1 của hàm F lớn như đã tính đến trên để chúng ta tính các đàm riêng cấp 2 của nó. Đàm riêng cấp 1 của hàm F theo L là không có L trong này nữa. Do đó đàm riêng cấp 2 của hàm F theo L 2 lần là bằng 0.
Tương tự như vậy, đàm viên cấp 2 của hàm F lớn theo K 2 lần cũng bằng 0. Và hiển nhiên là đàm viên cấp 2 của hàm F lớn theo lambda 2 lần cũng bằng 0. Tại vì F lớn là hàm bậc 1 theo lambda, nên lấy đàm viên cấp 2 của hàm F lớn theo lambda 2 lần là hiển nhiên bằng 0 rồi. Nhìn vào đây, chúng ta lấy đàm viên của hàm F lớn theo lambda một lần theo L một lần á, là tức là bằng đạo hàm riêng của hàm R theo L là bằng trừ K. Cái này cũng chính là bằng đạo hàm riêng của hàm R theo K lại là bằng trừ L. Và đạo hàm riêng của hàm cấp 2 của hàm F lớn theo L một lần theo K một lần là bằng trừ lambda. Với tất cả những dữ liệu này chúng ta thế vào, chúng ta tìm H2 và chúng ta dự đoán rằng H2 của chúng ta sẽ âm. Các em thế vào, chúng ta tính H2 nè. Mời các em theo dõi tiếp. H2 chúng ta sẽ bằng là 0, chính là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F lớn theo L2 lần. Đây là đàm riêng cấp 2 của hàm F lớn theo K2 lần. Đây là đàm riêng cấp 2 của hàm F lớn theo lambda 2 lần. Đây là đàm riêng cấp 2 của hàm F lớn theo L một lần và theo K một lần. Đây là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F lớn theo L một lần và theo lambda một lần. Hoặc là đạo hàm riêng cấp 1 của hàm R theo biến L. Hai cái này bằng nhau nè các em đó. Đây là đạo hàm riêng cấp 2 của hàm F lớn theo K một lần và theo lambda một lần. Hay đây chính là đạo hàm riêng của hàm R theo đây là đạo hàm riêng của hàm R theo gì các em? Theo biến nào? Theo biến dòng này là theo nào? Theo K, theo biến K này đó. Trừ L chính là đạo hàm riêng của hàm R theo biến K. Cái này bằng nhau, cái này bằng nhau. Và dễ dàng tính được định thức này, phải không các em? Tính định thức này chúng ta được bằng là gì? Trừ 2 lần lambda L K. Chúng ta có cái này luôn luôn nhỏ hơn 0 với mọi L, K và lambda dương. Do đó chúng ta kết luận rằng hàm gì? Hàm C chúng ta đạt cực tiểu toàn cục. Hàm C chúng ta sẽ đạt cực tiểu toàn cục khi nào? Như chúng ta đã tính ở trên đó các em. Khi L bằng 10 mũ 3 nhân cho căn R trên căn V đôi và K bằng 10 mũ 3 căn V đôi trên căn R. Cái này chúng ta tính ở trên rồi. Và cụ thể khi mà R bằng 0,01 và V đôi bằng 400 thì chúng ta sẽ có LK như thế nào? Cụ thể khi V đôi bằng 400 và khi R bằng 0,01 thì chúng ta có là L chúng ta bằng được 5 và K bằng 2 nhân 10 mũ 5. Điều này có nghĩa là gì? Chẳng hạn như chúng ta sử dụng lượng công nhân là 5, đơn vị là 100 chẳng hạn, thì L bằng 500 người và K là tính bằng 1 triệu đô la chẳng hạn, thì số vốn K sẽ bằng 2 nhân 10 mũ 5 triệu đô la, ví dụ vậy đó. Thì chúng ta sẽ đạt được cực tiểu toàn cục, tức là hàm chi phí chúng ta sẽ đạt cực tiểu. Ví dụ này đã khép lại cái phần ứng dụng của kinh tế trong bài toán cực trị hàm nhiều biến có một điều kiện, và thời gian cũng đã hết nên hôm nay chúng ta dừng ở đây. Thân ái hẹn gặp lại các em trong chương trình.